Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ điều vợ dặn khi đi New Zealand. Huỳnh Như nói lời xúc động về hành trang dự World Cup. Sáng nay, mùng 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức lên đường sang New Zealand, bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2023 diễn ra vào cuối tháng. Chia sẻ tại sân bay Nội Bài trước giờ khởi hành, huấn luyện viên Mai Đức Chung không giấu được sự nghẹn ngào. Thực sự cá nhân tôi thấy rất háo hức, không biết cả cuộc đời mình còn cơ hội nào như thế này nữa hay không. Đây là một chuyến đi rất đặc biệt với đội tuyển nữ Việt Nam và bản thân tôi. Giành vé tham dự World Cup là niềm tự hào chung của dân tộc, cũng như niềm vui đối với các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. Khi được hỏi về lời dặn dò của vợ trước ngày lên đường, vị chiến lược gia 72 tuổi chia sẻ, bà nhà tôi chỉ dặn dò đi đến nơi thì gọi điện về để báo cho ở nhà biết và yên tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong mỗi chuyến đi xa mà ở nhà luôn dặn dò. Ông nói thêm, tôi và một số thành viên của đội cũng từng sang New Zealand vào tháng 10 năm ngoái để khảo sát rồi, thành ra mình cũng đã biết đường đi lối lại. Tuy nhiên lần trước chỉ là đi khảo sát, còn lần này là dẫn cả đội chính thức tham dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam được vinh dự chào cờ ở sân chơi thế giới và được rất nhiều bạn bè Nam Châu cùng theo dõi. Đó là điều khiến tất cả đều háo hức chờ đợi. Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, thực sự lần này đi, Như mang rất nhiều hành trang trong vali của Như. Đồng thời, Như mang theo trái tim của mọi người dành cho đội tuyển nữ Việt Nam ở hành trình lần này. Cũng có chung cảm xúc, Thanh Nhã bày tỏ, em rất háo hức với chuyến đi sang New Zealand. Em cùng toàn đội cũng chưa nghĩ tới những mục tiêu nhưng đều chờ đợi những trận đấu sắp tới tại World Cup. Hoàng Thị Loan cũng chia sẻ với truyền thông trước giờ lên máy bay, tất nhiên bản thân tôi rất hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tham dự World Cup. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu hết sức mình và nỗ lực thực hiện tốt những kế hoạch mà ban huấn luyện đề ra. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu gặp tuyển nữ New Zealand và Tây Ban Nha, trước khi chính thức tranh tài tại World Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đấu với đội tuyển Mỹ ngày 22 tháng 7. Sau đó đối đầu với Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan 1/8. Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường thi đấu chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.